Chiều ngày 5 tháng 10 tại nút giao thông cầu Tuyên Sơn đã xảy ra vụ lật xe đầu kéo container gây ảnh hưởng đến giao thông tại đây. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút, xe đầu kéo biển kiểm soát 43C04967 di chuyển từ trên cầu Tuyên Sơn trải vào đường Ngô Hành Sơn về hướng cảng Tiên Sa. Khi đến nút giao thông cầu Tuyên Sơn thì bị mất lái lật nghiêng vào lề đường bên phải. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe container bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời làm ngã đổ một trụ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng, lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông.